vị các bạn đã đến với Tech Talk Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chú bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính của trong bản tin hôm nay. Lộ diện mục tiêu đầu tiên của Arteta ở Arsenal. Theo nguồn tin của Sky Sports, Kevin Volland chính là mục tiêu đầu tiên của huấn luyện viên Mikel Arteta sau khi dẫn dắt Arsenal. Kevin Volland đã được các tuyển trạch viên của Arsenal theo dắt trong thời gian đã qua. Theo Sky Sports, đội ngũ này đã đề cử tiền đạo 27 tuổi của Leverkusen lên tân huấn luyện viên Mikel Arteta được ông bật đèn xanh. Hợp đồng giữa Kevin Volland và Leverkusen chỉ còn thời hạn 18 tháng nên Arsenal hứa hẹn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong thủ đoạn này. Ngôi sao người Đức có thể thi đấu ở vị trí trung phong cắm hoặc tiền đạo lệch phải, một trong lý do giúp anh trở thành mục tiêu yêu thích của Arsenal là thuận chân trái. Hiện tại Arsenal có hai cầu thủ tấn công thuận chân trái là Mesut Ozil và Nicolas Pepe. Tuy vậy cả hai đều gây thất vọng lớn và sức mạnh tấn công cánh của pháo thủ không đạt yêu cầu. Ở mùa giải này, Kevin Volland đã ghi được 5 bàn thắng, kiến tạo 6 bàn khác sau 17 trận đấu cho Leverkusen ở Bundesliga. Ở Champions League, tiền đạo này không quá nổi bật khi chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của Volland vẫn được các chuyên gia đánh giá cao. Arsenal muốn chiêu mộ Kevin Volland ngay trong tháng 1 tới, trong bối cảnh Aubameyang và Lacazette đều không muốn cam kết tương lai lâu dài với câu lạc bộ. Hé lộ gói ưu đãi khủng của Haaland ở Man United. Theo báo giới Anh, tài năng trẻ Erling Haaland sẽ hưởng mức lương gấp 10 lần nếu quyết định đầu quân cho Man United. Với phong độ sân bàn ấn tượng mùa giải này trong màu RB Salzburg, Erling Haaland đã trở thành mục tiêu hot được nhiều câu lạc bộ lớn săn đón. Trong đó, Man United là đội bóng sốt sắng nhất với thủ phủ này. Quỷ đỏ đã nhiều lần cử tuyển trạch viên tới Áo và cũng đã liên hệ với RB Salzburg để sớm có ngay Haaland ngay trong tháng 1 2020. Theo Sky Sports, Man United đã đề nghị mức lương 200.000 bảng một tuần với Erling Haaland. Đây là con số rất ấn tượng với cầu thủ 19 tuổi. Nếu đồng ý, tiền đạo trẻ người Na Uy sẽ có bước nhảy vọt lớn về thu nhập khi mức lương tăng lên gấp 10 lần. Hiện đang hưởng mức lương 20.000 bảng một tuần ở RB Salzburg. Ngoài mức lương cao, Man United còn sẵn sàng đính kèm điều khoản liên quan tới thu nhập và hợp đồng với Haaland. Theo đó, tài năng trẻ này có thể nhận được những khoản thưởng lớn nếu đáp ứng được tiêu chí về số bàn thắng hoặc giành danh hiệu quả bóng vàng sau này. Đấy là các điều khoản cá nhân. Ở góc độ tập thể, Haaland cũng sẽ được hưởng nếu MU đoạt vé dự Champions League hoặc giành các danh hiệu. Man United gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán chiêu mộ Haaland bởi RB Salzburg không sẵn sàng nhả tiền đạo này trong tháng 1. Vì vậy, Quỷ đỏ đã tính tới phương án chiêu mộ Haaland trong tháng 1 tới và để cầu thủ này tiếp tục qua áo RB Salzburg tới hết mùa giải 2019-2020 thời hạn cho mượn. Trước đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã đích thân gặp Haaland để thuyết phục tài năng trẻ này tới Man United thi đấu. Trên báo giới, nhà cầm quân người Na Uy cũng ngấm ngầm khẳng định Haaland đã có quyết định về tương lai. Trước khi gia nhập RB Salzburg vào mùa hè năm 2018, Erling Haaland từng có 2 năm qua Amoro. Khi ấy anh là học trò của Vin Sosa. Ở mùa giải năm nay, tài năng trẻ người Na Uy đã ghi được 28 bàn thắng sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn thắng ở Champions League. Thuộc Watford, Sosa họp đội kiểm điểm và cái kết khó tin. Ole Gunnar Solskjaer đã tiến hành họp đội sau thất bại trước Watford, nhưng cái mà chiến lược gia người Na Uy nhận được chỉ là sự im lặng. Vòng 18 ngoại Anh chứng kiến một thất bại không thể ê chề hơn của Manchester United trước đội bét bảng Watford với tỷ số 2-0. Trận thua trên sân Vicarage Road này đã chấm dứt mạch 6 trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và buộc vị chiến lược gia người Na Uy phải họp đội để kiểm điểm. Và theo những gì báo giới Anh tiết lộ, Solskjaer yêu cầu các học trò chỉ ra vấn đề của đội bóng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Một nguồn tin còn từng thuật rằng không một cầu thủ nào lên tiếng hoặc sao chép hành động của Solskjaer và giữ im lặng. Về phía Solskjaer, trong cuộc họp báo sau trận, vị chiến lược rằng Na Uy thừa nhận không hài lòng với màn trình diễn của MU. Tôi rất thất vọng. Khi hành quân đến những sân bóng như thế này, bạn phải giành được điểm nhiều hơn, nhưng không có kế hoạch hay nỗ lực nào đủ lớn để giúp chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi bắt đầu trận đấu rất chậm. Hiệp 1 là khoảng thời gian cả hai đội chơi rất tệ và khi để lọt lưới hai bàn, chúng tôi quá tải. Ngoài ra, Solskjaer cũng nắn gân Lingard, người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của MU. Đó là một pha chạy chỗ tuyệt vời, chúng tôi có thể đã dẫn trước. Đôi khi bạn bỏ lỡ cơ hội, đôi khi bạn ghi bàn. Lukaku, một năm ở MU xóa đi cả sự nghiệp. Tiền đạo người Bỉ có những phát ngôn không thiện cảm với câu lạc bộ cũ Manchester United. Tôi đã nói với Paul Pogba rằng mọi chuyện kết thúc rồi. Năm cuối cùng ở Manchester United đã xóa đi những nỗ lực của tôi trong toàn bộ 8 năm ở Anh. Lukaku chia sẻ về quyết định rời Man United. Mùa giải cuối tại MU, tiền đạo người Bỉ ra sân 45 trận, ghi 15 bàn trên một đấu trường. Sau khi Jose Mourinho bị sa thải, Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, Lukaku từ tiền đạo cắm bị đẩy sang vị trí chạy cánh. Đây cũng là một trong lý do khiến cựu sao Everton hạ quyết tâm chia tay Old Trafford. Tôi từng ghi bàn vào lưới Real Madrid ở trận Champions League. Tuy nhiên, những gì họ nhớ chỉ là cơ hội tôi bỏ lỡ, Lukaku chia sẻ.
Sau khi chia tay United, Lukaku được huấn luyện viên Antonio Conte tin tưởng trao vị trí lĩnh sứ hàng không Inter. Không phụ lòng ông thầy người Italia, cầu thủ sinh năm 1993 đã ghi 12 bàn sau 17 lần ra sân, san bằng thành tích trong 32 trận trước đó tại Premier League. Màn thể hiện tốt của chân sút người Bỉ đã giúp Inter hồi sinh và có cơ hội lật đổ sự thống trị của kình địch Juventus tại Serie A trong nhiều năm nay. Về phía United, câu lạc bộ chủ sở Old Trafford đang không có một tiền đạo cắm chất lượng sau khi bán Lukaku. Quỷ đỏ đang gấp rút đàm phán để chiêu mộ Erling Braut-Haaland, một tiền đạo mới nổi của bóng đá châu thời gian gần đây. Số tiền MU phải chi ra thương vụ này có thể lên đến 76 triệu bảng. MU giao bán hai ngôi sao bị Solskjaer ghẻ lạnh. Do không còn nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer, nên United sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho hai ngôi sao là Nemanja Matić và Marco Trojo. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa còn là dịp để United thanh lý bớt những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer, qua đó giảm thiểu quỹ lương. Với đóng góp hết sức hạn chế ở mùa giải năm nay, Nemanja Matić cùng với Marco Trojo chính là hai cái tên hiện nằm trong danh sách đen. Theo The Times, United sẽ lắng nghe mọi lời nghị dành cho Matić cũng như Trojo và sẵn sàng bán họ vào tháng 1. Cả hai mới có vỏn vẹn 3 lần ra sân tại Premier League mùa này. Màn trình diễn của họ trong những lần được trao cơ hội hiếm hoi cũng là không thuyết phục. Đặc biệt là Matić sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay, nên United không muốn mất trắng và hy vọng có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng vào tháng 1. Hiện Inter Milan đang được cho là đội để mắt đến tiền vệ người Serbia, và chính cầu thủ này trong buổi phỏng vấn gần đây cũng xác nhận anh có thể rời Old Trafford khi phiên chợ đông mở cửa. Trong khi đó, bất chấp việc có thể đá được trung vệ lẫn hậu vệ trái, Trojo cũng không có cửa ở lại sau Old Trafford. Ngôi sao người Argentina thường xuyên vật lộn với chấn thương, chưa kể huấn luyện viên Solskjaer cũng ưu tiên trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Axel Tuanzebe hay Brandon Williams hơn là sử dụng anh. Nếu bán hai ngôi sao này, United có lẽ cũng không thu về quá nhiều tiền, nhưng sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể trong quỹ lương. Qua đó, quỷ đỏ sẽ mạnh tay hơn cho việc tiếp cận và thuyết phục những mục tiêu. Vừa ngồi vào ghế nóng Everton, Ancelotti đã cảnh báo Klopp. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với Liverpool ở FA Cup vào đầu tháng tới. Không lâu sau khi bị Napoli sa thải, Carlo Ancelotti đã nhận được công việc mới ở Everton. Nhà cầm quân người Italia không còn lạ lẫm gì với giải đấu số 1 nước Anh, khi từng có 2 năm, từ 2009 đến 2011, thành công cùng với Chelsea. Nhiệm vụ trước mắt của vị huấn luyện viên 60 tuổi là giúp Everton trụ hạng và sau đó đưa họ lên top đầu ở mùa giải tới. Trong những ngày tới, huấn luyện viên Ancelotti sẽ phải rất bận rộn với lịch thi đấu dày đặc ở Premier League dịp Giáng sinh. Trong số các trận đấu tiếp theo của Everton, huấn luyện viên Ancelotti tỏ ra rất hứng thú với cuộc đối đầu với Liverpool ở FA Cup vào ngày 5 tháng 1, 2020. Kể từ đầu mùa, Liverpool mới chỉ để thua đúng 2 trận, trong đó có thất bại 0-2 trước Napoli dưới sự dẫn dắt của Ancelotti tại vòng bảng Champions League. Trận thua còn lại của Torres tại Carabao Cup là điều dễ hiểu bởi họ dùng những cầu thủ trẻ, trong khi đội hình chính sang Qatar dự Club World Cup. Trong sự nghiệp huấn luyện, Ancelotti đã có 7 chiến thắng trong tổng số 12 lần đụng độ Liverpool. Thành tích ấn tượng này giúp nhà cầm quân người Italia rất tự tin và hào hứng chờ đến ngày gặp Torres ở FA Cup. Huấn luyện Ancelotti nói, người Everton biết thành tích ấn tượng của tôi trước Liverpool và họ hài lòng về điều này. Tôi đã đánh bại họ mùa giải này, đó là cảm giác rất đặc biệt. Tôi không quen với việc thua trận nên chiến thắng đó rất thú vị với tôi. Tôi biết người hâm mộ Everton muốn đánh bại Liverpool đến mức nào và chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu vào ngày 5 tháng 1. Họ là một đối thủ lớn và đó là động lực cho chúng tôi. Tôi phấn khích khi gặp lại họ một lần nữa. Derby Merseyside luôn diễn ra rất quyết liệt và kết quả luôn khó đoán. Nếu Everton có thể đánh bại Liverpool trong trận đấu tại FA Cup tới đây, thì Ancelotti quả thật là nỗi khiếp sợ với đội chủ sở Anfield. Vì Eriksen, Real Madrid gạ bán Isco cho Chelsea. Do muốn có sự phục vụ của Tristan Eriksen, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã lên kế hoạch bán tiền vệ Isco cho Chelsea ngay trong tháng 1 2020. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ chuyển nhượng tháng 1 2020 sẽ chính thức mở cửa. Ở thời điểm này, sau khi kháng án thành công, Chelsea đã rục rịch triển khai kế hoạch tăng cường nhân sự. Huấn luyện viên Lampard đã được cấp 150 triệu bảng để đi chợ. Mục tiêu của Super Frankie là đưa 2-3 cầu thủ mới về sân Stamford. Chưa rõ Lampard đã nhắm ai ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Chỉ biết rằng hiện tại, Chelsea đang được Real Madrid chào cơ hội chiêu mộ tiền vệ Isco với mức giá dự kiến khoảng 44 triệu bảng. Đây được đánh giá là thương vụ rất tiềm năng của Chelsea bởi huấn luyện viên Lampard đang cầm một tiền vệ tấn công trong giai đoạn 2 của mùa giải. Isco từng được Real Madrid coi là nhân tố không thể bán. Tuy nhiên, ở mùa giải này, tiền vệ người Tây Ban Nha không có cơ hội ra sân thường xuyên trong đội hình của Zidane. Anh chỉ góp mặt trong 13 trận đấu trên mặt đấu trường từ đầu mùa giải. Theo tờ Mirror, sở dĩ Real Madrid phải gạ bán Isco cho Chelsea vì đội bóng hoàng gia cần nhân sách để chiêu mộ Tristan Eriksen trong tháng 1 tới. Sau khi từ chối ký hợp đồng với Tottenham, ngôi sao người Đan Mạch có thể tự do đàm phán hợp đồng với mọi đội bóng trong tháng 1.
Real Madrid muốn chơi một Eriksen, nhưng lại đang đứng trước nguy cơ bị vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Đây là điều dễ hiểu, bởi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, Kane đã chi ra 295 triệu bảng để tăng cường nhân sự. Trong khi đó ở chiều đi, huấn luyện viên Zidane chưa thể thanh lý những cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng như Isco, Bale hay James Rodriguez. Vì vậy trong tháng 1 tới, Real Madrid buộc phải giao bán 3 ngôi sao trên, trong đó Isco là cầu thủ đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía Chelsea. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.